Xin chào tất cả các bạn đã trở lại với kênh Võ Thuật của Toàn. Thì trong video ngày hôm nay thì mình và cùng tất cả các bạn sẽ đi ngắm những cây côn đẹp của tháng 10 nhé các bạn. Năm 2022 thì có côn gỗ cẩm lai, côn gỗ mun, côn gỗ cẩm thị xanh, côn gỗ đinh hương, côn gỗ mật. Thì mình với bạn cùng các bạn là cùng ngắm một loạt nhé các bạn. Bây giờ mình sẽ quay chi tiết cho anh em xem nha. Rồi mình sẽ để camera gần, mình sẽ giới thiệu từng mẫu cho anh em xem tham khảo nha. Thì đây là côn gỗ cẩm lai 8 cạnh dây xích khớp xoay các bạn ạ. Đây, đầu dây xích khớp xoay là như thế này. Đây. Đầu dây xích khớp xoay lắp 4 ly. Đấy, những con ốc là những con ốc lục giác chìm vào bên trong để anh em cầm nó không bị cấn tay nhé. Đấy, những cái cạnh thì làm bằng máy nên nó rất chỉ là đều vuông thành và đều cạnh nhé các bạn. Là loại bát giác. Đây gần nó là cũng là côn gỗ cẩm lai, loại tròn đường kính 27, có bọc inox cả đầu cả đuôi để nó không bị bể đầu và không bị tét đầu các bạn. Đây cùng ngắm với mình, đây là côn gỗ đinh hương, đinh hương đá nha các bạn, rất chi là cứng chắc. Còn đây là côn gỗ mật, cái loại này sắp hết hàng rồi, chia sẻ với anh em là như vậy, còn lại 1-2 cây để làm kỷ niệm mà cũng lôi ra làm video luôn. Đây là côn gỗ cẩm thị xanh nhé các bạn, màu nó là hơi xanh. Đấy, loại này thì có đường vân rất chi là đẹp nhé các bạn. Loại này thì đường vân, trong nó có cái đường vân rất chi là đẹp nhé các bạn. Đây, đường kính của nó là 27. Đây là côn gỗ cẩm lai dây dù nhé các bạn, 8 cạnh dây dù. Quay gần cho anh em xem. Công nghệ bằng máy hết nên là nó mới đều đẹp, tròn đẹp như thế. Đây, gỗ rất chỉ là tròn đều đẹp. Đây là gỗ mun nhé các bạn. Gỗ mun cũng dây xích khớp xoài lắp 4 ly. Thì côn của mình làm chiều dài là 30cm nhé các bạn. Cái loại 8 cạnh thì đầu to là 30, đầu nhỏ là 25 nhé các bạn. Đinh hương này cũng vậy này. Nói chung là đợt này lô này là mình thì nhiều côn như khúc chứ không phải là ít, nhưng mà mình chỉ chia sẻ giới thiệu một số những mẫu mà nó mới ra lò và nó rất là đẹp của tháng 10 này. Chứ còn như côn gỗ cầm xe, côn inox hay là côn này côn kia thì mình còn đầy ra rất nhiều nhé các bạn. Chưa nói là rất nhiều những mẫu khác, nhưng mà trong video ngày hôm nay chủ yếu là nói về những cái mẫu mà đẹp của tháng 10 này thôi nha các bạn. Dây xích này đảm bảo với anh em là không bao giờ lo bị tuột, bị đứt này. Dây xích lắp 4 ly này, bằng inox luôn nha các bạn. Inox này là không có lo bị hỉ sét luôn anh em. Nó chắc chắn và chi tiết và nó đẹp nữa. Nói chung là nó đẹp từ cái chi tiết nhỏ nhất. Chứ các bạn để ý, các bạn mua côn thì các bạn chỗ con ốc thì nó lồi lên một khúc, anh em cầm chơi côn loan côn đau hết tay, chảy hết cả da tay ra. Đấy, côn Trung Quốc là nó như vậy. Và anh em yên tâm đi, trong cái khớp xoay này không phải là khoan xong là vặn ốc đâu nhá, bắn ốc đâu nhá. Chỗ bên mình là khoan xong nhá, bắt đầu là đổ keo AB. Các bạn biết là ngành trong ngành gỗ là có cái keo AB gỗ á, là mình sẽ dùng cái keo AB, hai hỗn hợp của keo AB mình sẽ kết hợp lại, sau đó mình sẽ đánh keo AB xong mình sẽ gắn nắp vào với gỗ, sau đó để 12 tiếng là nó sẽ chết keo, sau đó mình mới khoan và bắn ốc nhé. Chứ không phải là cứ khoan bắn ốc như các bạn thấy ở trên mạng là nhiều chỗ là nó chỉ cần khoan bắn ốc là nó bán rồi, nhưng mà cần cái độ chắc chắn nó không bị lỏng này, không bị tuột này, không bị sọc sạch này thì mình mới làm cẩn thận. Nói chung làm ra một sản phẩm để bán cho khách hàng là phải chi tiết và phải cẩn thận và phải cụ thể nhé các bạn. Chứ không thể nào mà bán xong là thôi được, cầm tiền của khách hàng xong là thôi được. Chúng ta phải làm sao để có khách hàng lần sau người ta còn giới thiệu và mua đi mua lại nhiều lần. Chứ bán xong là thôi, chả ai kinh doanh cái kiểu đó và buôn bán kiểu đó. Cũng tất nhiên là cũng nhiều người sẽ làm kiểu đó bởi vì người ta chỉ thấy được cái lợi trước mắt. Còn nếu mà chúng ta mà tính lâu dài như Toàn bán côn là 7 năm rồi thì sẽ phải bán theo kiểu khác, không thể giống như kiểu là bán xong là thôi được.
nên là làm ăn vì thương hiệu nó khác. Tại sao có những cái vì thương hiệu nó phải mắc hơn, có những cái côn mà nó mắc là vì thương hiệu, bởi vì người ta đảm bảo uy tín để bảo hành cho các bạn, có sự cố xảy ra. Còn những dòng giá rẻ thì đầy côn inox, côn gỗ này đầy, nhưng mà anh em để mua được một cái hàng vừa trưng bày đẹp mắt, vừa để tập luyện, vừa trưng bày thì những cái mẫu này là ngon lành cành đào này nhé các bạn. Mình sẽ để số điện thoại của Toàn trên màn hình cho anh em gọi điện hoặc là kết bạn Zalo để mình tư tư vấn thêm cho anh em nhé. Về giá cả thì mình cũng không thể nhớ được hết tất cả các mẫu côn của mình được, nên là có gì anh em cứ kết bạn Zalo hoặc gọi điện trực tiếp cho Toàn để Toàn tư vấn riêng cho các bạn, để Toàn lục lại cái sổ sách để biết được là giá của nó là bao nhiêu. Chứ bây giờ mà anh em mua côn bao nhiêu, giá côn bao nhiêu thì chia sẻ với anh em là mình không thể nhớ được hết được. Có những loại thì chỉ có 160, có những loại thì là 1,3 triệu, nên thành thử ra là giá nó dao động từ mấy trăm cho đến hơn cả triệu, mình không thể nhớ được hết nhé các bạn. Có gì anh em cứ kết bạn Zalo với Toàn để Toàn tư vấn thêm cho các bạn nhé. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem video của Toàn. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video mới nhất.